Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ông Gioan đang ở trong ngục, nghe nói về các việc làm của Chúa Giêsu. Ông sai môn đệ đến thưa với người rằng: Thầy, có phải là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho ông Gioan nghe những gì các anh nghe và thấy. Nào là người mù được trông thấy, người què đi được, người phong hủi được chữa khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn, và phúc cho ai không vấp ngã vì thầy. Khi những người được sai đến hỏi đã ra đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về ông Gioan rằng: Các người đi xem gì ở trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các người đi xem gì? Một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc xa hoa lạ lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các người đi xem gì? Một tiên tri chăng? Phải, ta bảo các người, và còn cao cả hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông Gioan rằng: Này, ta sai sứ thần của ta đi trước mặt con để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các người, trong các con cái do người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn ông Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. My dear friends, Jesus said, Go and tell John what you hear and see. Hear and see. You know, many a seasoned Christian has returned to a favorite Bible passage for comfort in time of stress or trial. In a similar way, when he was in Herod's prison, awaiting probable execution, a death surely, John Baptist turned to Jesus for consolation. He longed to be reassured that Jesus was indeed the Messiah, that he had not been mistaken. So he sent two disciples to ask Jesus, as you have heard in the Gospel, for a clear word that would dispel his doubt and revive his confidence in prison. Jesus understood that John had sacrificed everything to be his herald, and so to repress the prophet's sickening spirit, Jesus pointed out how he was fulfilling the promises of the Holy Scriptures. By sending this message back to John, Jesus was encouraging him to use the gift of memory and reason God had given him. It is as if he was saying, John, remember how the Holy Spirit pointed me out in the crowd and told you that I am the Lamb of God, the Beloved One. Remember, John, all the things you saw and heard about, how by the power of the Holy Spirit, the blind can see, the lame can walk, the deaf can hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Reflect on this truth in light of all God has already spoken to you. Then you will know I am who you said I am. Since even the fiery John the Baptist experienced
feeble hands and weak knees. We should not be dismayed that we sometimes waver in our faith. We have doubt. The exact same reasoning that Jesus suggests to John will pull us through as well. All we have to do is let Jesus reassure us. The next time you feel bound by doubt, recall all that you too have seen and have heard. Our God never changed. Nothing, not even human sin and witnesses, could ever convince him to stop loving us and bless us. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời buổi ngày nay có quá nhiều sự việc xảy ra làm chúng ta nghi ngờ, hoang mang, kể cả các thánh. Điểm thứ nhất tôi muốn nói, ngay trong lòng giáo hội, điểm A, thời trước, lúc nhỏ tôi được học những văn kiện lịch sử và những sách đạo dạy rằng các giáo phái Tin Lành, thể phản, chính thống đều là những quân rối đạo. Chúng ta không được phép đến gần, không được phép tiếp xúc, không được phép thông công bất kỳ điều gì với họ. Ghê thật. Những thế hệ cỡ tuổi tôi đều tin chắc tôi nói đúng. Rồi một thời gian dài chúng ta tin như thế, chúng ta tránh. Kể cả quyển Thánh Kinh do những người giáo phái Tin Lành in rất là giá trị, chúng ta cũng vứt đi, đem đốt. Rồi tôi giật mình khi trông thấy Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đi sang Alexandria ôm hôn Thượng Phụ Giáo Chủ Antanagores của chính thống giáo. Hai người hôn nhau, cảm động đến rơi lệ. Rồi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị lên tiếng xin lỗi Linh Mục Luther về những lỗi lầm của giáo hội năm xưa đã khiến cho Linh Mục Luther tách ra khỏi giáo hội và thành lập ra nhóm Lutheran, nhóm Tin Lành đầu tiên. Những hệ lụy của nó kéo dài đến hôm nay. Mà tại sao Đức Thánh Giáo Hoàng lại xin lỗi? Là vì lúc đó giáo hội có lỗi, mà Luther cảnh cáo giáo hội lại đuổi Luther ra. Rồi ngày hôm nay, đặc biệt sau năm 1966, giáo thuyết của Công đồng Vatican thứ hai cũng như thái độ của Tòa Thánh cho thấy tất cả đều phải tự vấn lại chính mình, đều phải sám hối và đều phải xích lại gần nhau hơn. Đó là trong lòng giáo hội. A. Bây giờ B. Hồi trước, ngoài giáo hội không có ơn cứu rỗi. Tiếng Anh nói rất rõ, out of the church, out of the salvation. Trong dòng tôi được học bằng tiếng Pháp, hors de l'église, pas de salut. Không thể nào chối cãi được, học rất rõ và phải học thuộc lòng. Nhưng các văn kiện của Công đồng Vatican thứ hai rút lại lời tuyên bố đó. Ơn cứu rỗi có thể đến qua nhiều con đường và nhiều cách khác nhau. Không chỉ đi qua con đường bằng nước, có nghĩa là rửa tội, mà còn qua lửa và qua máu. Chúng ta không có giờ để giải thích ở đây. Cho nên ngày xưa chúng ta nhìn những tôn giáo khác bằng một con mắt rất nghi kỵ, rất đố kỵ là khác. Chắc ai cũng còn nhớ một câu chuyện vui trong dân gian kể chuyện một linh mục ở miền quê ở ngoài Bắc và một nhà sư gặp nhau trong một quán nước chè xanh. Đi đường mệt, hồi đó đi bộ mà. Rồi linh mục vào trước kêu một bát nước chè xanh, còn ông sư vào thì kêu một bát nước vối. Hai ông ngồi quạt quạt rồi uống, rồi buồn. Mới ông
linh mục với ông sư mới gật đầu chào nhau. Thời đó thì nhìn nhau bằng con mắt không mấy thiện cảm, nhưng mà linh mục cũng mở miệng trước là nói: ngồi đây cũng buồn, thầy giỏi về văn thư, xin thầy cho câu đối, rồi có gì tôi đáp lại cho vui. Ồ thì rất thiện chí. Thế là ông sư nói: thầy cả cho phép, ở miền Bắc gọi linh mục là thầy cả, thầy cả cho phép thì tôi xin ra câu đối vậy. Thế ông mới suy nghĩ một chút rồi ông mới đối thế này. Ông mới nói: Chúa ban thanh tẩy, khi thầy rửa, khi tớ rửa. Đúng, Chúa ban phép thanh tẩy, khi thầy là thầy cả rửa tội, khi tớ là giáo dân cũng có quyền rửa tội. Chứng tỏ ông sư biết rất rõ về giáo lý Công giáo. Chúng ta có quyền rửa tội trong trường hợp nguy cấp. Nhưng mà ông linh mục xa sầm nét mặt, là vì cái vùng đó, cái chữ rửa có nghĩa là tiêu chảy. Nó chơi mình. Nó nói Chúa ban thanh tẩy là nước để rửa, bởi vì linh mục cũng tiêu chảy, rồi giáo dân cũng tiêu chảy. Cho nên ông mới cúi mặt xuống và tìm một câu đáp cho thật là đáng đời. Và ông tìm ra, bởi vì ngay cái chỗ gần bên cái quán nước có cái chùa ở trên cái núi gọi là núi Mông, Mông Sơn. Ông ấy liền đáp: dạ bạch thầy, tôi xin đáp, Phật tại Mông Sơn, lúc tiểu ra, lúc vãi ra. Ông ấy đáp cũng rất chỉnh: ông Phật ở trên núi Mông có chùa, lúc thì chú tiểu đi ra, lúc thì bà vãi tức là Nico đi ra. Mà tiểu là đi đái, vãi cũng vậy, cũng nghe nghe. Thế là hai ông không kịp uống hết một bát nước vối với một bát chè xanh, cùng nhau đứng dậy từ giã cho rồi, ngồi nữa một hồi chắc đánh nhau. Chuyện cười thôi, ai mà hỏi thật không thì được 101 điểm. Hồi trước điểm thứ nhì thứ ba, sách đạo dạy tôi rằng chủ thuyết cộng sản vô thần là một thứ thù địch của ma quỷ, không bao giờ được phép đến gần, sống chung, tiếp xúc. Nhưng bây giờ có những dấu hiệu rõ rệt làm tôi nghĩ rằng con đường trước mắt mà giáo hội đang muốn xích lại là con đường hòa giải, đối thoại hơn là thù nghịch. Điểm thứ tư, hồi trước trong nhà dòng tôi được dạy rằng phải vâng lời, tối mặt. Tiếng Latin gọi là accadaver, có nghĩa là vâng lời như xác chết vậy. Ví dụ đi trồng khoai mì, khoai mì đã chặt sẵn từng khúc, cắm xuống, mình nhìn cái đọt, mình biết cái nào là đầu, cái nào là gốc. Vậy mà thầy bề trên bảo cắm cái đầu xuống mà trồng, thì hồi đó cứ vâng lời, cắm cái đầu xuống mà trồng, và được coi là nhân đức thượng hạng. Xưa không, bây giờ những vị thế giá trong giáo hội, các nhà thần học đều mỉm cười và nói vâng lời phải có ý thức, phải hiểu biết và phải trình bày cho bề trên thấy, tức là đối thoại, chứ không có làm cái việc vô lý như vậy. Chính vì vậy ngay trong giáo hội tôi hoang mang. Rồi bây giờ thưa với ông bà, giữa trần gian càng hoang mang hơn. Thiên nhiên trước, khí hậu thay đổi, trái đất nóng dần lên, những tảng băng ở Nam Cực và Bắc Cực tan ra, nước lụt khắp nơi. Rồi mặt trời nguội dần, rồi thiên tai, động đất, sóng thần, hỏa sơn, người ta sợ. Rồi về nhân tạo, chiến tranh, loạn lạc, khủng bố, cái ác, cái kỳ thị, đời sống thác loạn, luân lý suy đồi, lương tâm bị hủy diệt, các bệnh lạ xuất hiện mà con người chưa từng gặp trước đây. Mạng sống con người bị coi rẻ quá, lương tâm không còn nữa, làm mọi người hoang mang. Rồi ngay bên trong mỗi người, chúng ta nhận ra mình quá yếu đuối, dễ sa ngã, dễ bị giam cầm
trong đam mê, dục vọng, tham lam, ti tiện, ganh ghét. Cho nên nhìn lại, chúng ta thấy mình hứa với Chúa rồi không làm nổi, chúng ta hoang mang. Rồi những gương xấu trong giáo hội được báo chí thổi phồng lên, mặc dù tất cả những con người thánh thiện cố gắng sống thì người ta nhẹm đi, người ta chỉ thổi những gương xấu lên, chúng ta hoang mang. Ông Gioan hoang mang, ông ở trong ngục, ông nghe nói người ta nói về Chúa Giêsu là một vị tiên tri làm nhiều điều lạ, nhưng tại sao các lãnh tụ tôn giáo lại chống Ngài, gia đình Ngài lại cho rằng Ngài bị mất trí? Ông hoang mang, ông đi hỏi. Ba bài đọc hôm nay, bài đọc 1, Isaiah nói hãy can đảm lên, đừng có sợ. Bài đọc 2, Thánh Gia-cô-bê nói hãy kiên nhẫn, đừng nản lòng. Và bài tin mừng, Chúa Giêsu bảo phúc thay ai không vấp ngã bởi vì tin vào Thầy. Tình trạng của ông Gioan bị giam trong tù với bản án tử hình treo trước mặt, ông hoang mang, ông cần những lời động viên của Chúa Giêsu nâng đỡ. Chắc chắn những gì Chúa Giêsu trả lời đã củng cố niềm tin cho ông. Chúa rất là kinh nghiệm. Thế gian bảo trăm nghe đồn không bằng một nghe chính tai, mà trăm nghe chính tai không bằng một thấy. Cho nên Chúa bảo mấy ông kia về trả lời với ông Gioan những gì mắt thấy, tai nghe, chính mấy ông. Lời ấy Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta. Hôm nay, mặc dù chúng ta cố sức mình, chúng ta ai cũng cố gắng, không ai muốn phạm tội đâu, tôi tin như vậy, nhưng chúng ta vẫn là con người yếu lắm, búng tay có thể té ngã rồi. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi con rồi. Rồi bệnh hoạn có thể đến, tai nạn có thể đến. Thứ nhất, gánh nặng của cuộc sống đè trên đôi vai của quý vị, bao nhiêu nó tội. Thứ hai, bao nhiêu cái âu lo về danh, con cái, tương lai trước mắt, con đường thiêng liêng đức tin của các em. Thứ ba, sợ hãi trước những tai nạn rất bất ngờ và những bệnh tật ập đến. Thứ tư, nản lòng vì tình trạng mình nhận ra mình yếu đuối vô cùng và mình có thể tự giam mình trong miệng ngọc. Cho nên chúng ta hoang mang là đúng. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu để nghe người nói, con hãy nhớ lại đi những gì con đã thấy, những gì con đã nghe. Thật sự tôi chỉ nói một điều, những gì con đã thấy, con đã thấy con có một cuộc đời duy nhất. Con đã thấy con là con người có một, không có hai trong trần gian này. Sao con quên đi? Cha đã dựng nên con là một, không có cái mẫu thứ nhì. Niềm tin đó sao không làm chúng ta vui à? Chúng ta cứ so đo với người khác làm gì? Tôi là tôi, bà Nho là bà Nho, Fiona Phượng là Fiona Phượng, Eric là Eric, chị Đậu là chị Đậu. Không cần so sánh với ai, hãy nhìn lại đi để thấy ta là một mẫu người duy nhất. Không hạnh phúc sao? Rồi hãy nghe, biết bao nhiêu điều xảy ra chung quanh chúng ta. Nghe những lời nói của một em bé thật ngây thơ, nghe những lời động viên của những người bạn chí cốt của mình, nghe những lời khuyên của giáo hội, nghe chính lời của Chúa Giêsu trong tin mừng. Nếu chúng ta siêng năng đọc, Chúa bảo hãy về nói với Gioan những gì các anh mắt thấy, tai nghe. Toàn tin vui không? Người mù mà được thấy là vui, người què mà đi được là vui, người chết mà sống lại là cực vui nữa. Cho nên
biết bao nhiêu ân tình Chúa ban cho chúng ta. Nội chúng ta có một người bạn đời thật trung kiên, trung thủy là hạnh phúc. Còn đi tìm gì nữa? Nội chúng ta có một mái ấm gia đình ấm êm, hạnh phúc, không cần phải giàu nhất ở phở. Chúng ta có, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc sao? Nội chúng ta có sức khỏe bây giờ còn đi đứng được, có yếu đi nữa vẫn còn đi đứng, vẫn còn tai nghe mắt thấy, không hạnh phúc sao? Thưa quý vị, đó là những lời Chúa an ủi. Chúa bảo hãy vững niềm tin, đừng nản lòng. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay, cả các thánh còn nản lòng, Thánh Gioan còn nghi ngờ, mẹ Teresa Calcutta cũng nghi ngờ. Trên giường chết, cha Collodin gọi là vị anh hùng của xóm chùa ở Đa Cao, và các môn đệ của ông đứng chung quanh giường hỏi bây giờ cha nghĩ gì. Cha Collodin đã từng nói, bây giờ cha không biết Chúa có thật không. Nhưng không sao, dù Chúa không có thật, cha vẫn tin có Chúa. Rồi ông chết bình an. Như vậy hỏi chúng ta không, chúng ta làm sao tránh được những nghi ngờ. Cho nên đừng nản lòng. Hồi tôi học tiếng Anh, tôi nói thật, ông thầy dòng La Sen viết cho tôi cái chữ never say die. Say là nói, die là chết. Ông bảo tôi giải thích, Chúa mẹ ơi, tôi hiểu nghĩa đen. Never say die nghĩa là đừng bao giờ nói về cái chết. Tôi đưa miếng giấy cho ông viết hai con zero to vậy nè. Tôi giải thích bằng tiếng Anh đó, thì ông hiểu liền à, là đừng bao giờ nhắc tới cái chết. Ông cho hai con số không to, ông nói sáng mai mày điểm tâm với hai cái trứng đó. Ông giải thích tôi mới hiểu tiếng Anh nó nói bóng. Never say die là đừng nản lòng. Hay thật, họ cũng có những cái uẩn khúc trong văn chương của họ. Xin Chúa ban cho chúng con cũng vậy, đừng nản lòng. Càng nhận ra mình yếu đuối, tội lỗi bao nhiêu, càng ngược lại tin rằng Chúa yêu thương chúng ta bấy nhiêu. Đó là tỷ lệ nghịch đó. Các ông bà chắc biết tỷ lệ nghịch rồi, tôi hay kể cái chuyện vui để kết thúc. Tỷ lệ nghịch là một bên càng tăng thì một bên càng giảm, hay là một bên càng giảm thì một bên càng tăng. Ví dụ lòng đạo đức của chúng ta càng giảm thì tình thương của Chúa càng tăng, hay là tội lỗi chúng ta càng nhiều thì sự khoan hồng của Chúa nhìn chúng ta, thì chúng ta càng được tin rằng Chúa kết án càng ít. Chúa không vì chúng ta tội nhiều kết án nhiều. Cho nên có cô giáo bên Việt Nam dạy về tỷ lệ nghịch, rồi hỏi học sinh tuần sau vào, em A cho cô một ví dụ về tỷ lệ nghịch. Đứa A giơ tay lên nói liền, thưa cô, càng chống tham nhũng bao nhiêu thì tham nhũng càng nhiều, đúng không cô? Cô nhìn quanh không thấy ai hết. Đúng, nhưng mà mày nói thế đụng chạm, ngồi xuống, tao không cho điểm. Thằng B đưa lên đứng giơ tay nói, con biết cái mặt đường mà người ta làm càng mỏng thì mặt cán bộ càng dày. Mày nói, có đúng không? Có đúng, tỷ lệ nghịch, nhưng mà mày nói thế không được, ngồi xuống. Thằng thứ ba, mày nói, dạ thưa cô, con biết, nhưng mà con cũng sợ cô nâng quan điểm nữa. Thì mày cứ nói tỷ lệ nghịch. Dạ thưa, nhà cán bộ càng giàu thì nhà của dân càng nghèo. Ba đứa bay im. Tụi bay nói thì đúng, nhưng không đúng quan điểm. Tụi bay nói càng nhiều thì sự nghiệp của cô càng ngắn. Cô bị đuổi. Đối với Chúa thì không phải vậy. Thánh Phaolô nói chúng ta càng cảm thấy mình nghèo thì là lúc chúng ta càng giàu. Chúng ta càng cảm thấy mình yếu là lúc Chúa ban cho chúng ta được mạnh. Tỷ lệ nghịch đó của tình thương của Chúa. Và cái tỷ lệ nghịch tức cười nhất đó là trưởng thành thiêng liêng.
Nhiều người tưởng rằng trưởng thành thiêng liêng giống trưởng thành nhân bản. Trưởng thành nhân bản là mình càng lớn thì càng tự lập để đi đến tự trọng. Còn trưởng thành thiêng liêng càng lớn thì càng lệ thuộc vào Chúa. Một bên càng lớn thì mới càng trở thành bé trước mặt Chúa, để cái gì cũng cần Chúa hết. Làm sao chúng ta tin được điều đó ở cái tuổi 80? Một bác lớn tuổi nói, bây giờ tôi càng lớn thì tôi phải càng đứng vững trước mặt Chúa chứ. Coi chừng lầm to. Ở tuổi nào cũng vẫn trở thành em bé trước mặt Chúa mới được vào nước trời.